chào tất cả các thành viên trên kênh. Tên tôi là Moon. Ngày hôm nay Moon sẽ hướng dẫn cho các bạn may chiếc gối cho búp bê nhé. Đây là những cái chiếc gối mà Moon đã may ha. Đầu tiên là chiếc gối nơ này, bạn nào thích thì Moon có thể bán luôn ha. Và chiếc gối này rất là dài đúng không các bạn? Moon để làm gối ôm cho búp bê đó. Moon tự may luôn nhá. Moon tự may bằng chiếc chính là cái bàn máy may này. Và nguyên liệu của chúng ta cần có đó là một cái kéo cắt vải. Moon có cái kéo rất là to. Một bông gòn. Đây, Moon làm từ bông gòn và đường chỉ may cũng rất là chắc chắn luôn á. Và ngoài ra thì chúng ta không thể thiếu vải được ha. Đầu tiên thì hôm nay thì Moon sẽ hướng dẫn cho các bạn may một cái gối nhỏ nhỏ này. Ở đây là Moon đã cắt sẵn đấy. Chiều dài là 10 và chiều rộng là 6. Moon sẽ gấp đôi lại ha. Bạn nào thích có thể là, nếu bạn nào thích nó dài hơn thì như thế này, có thể gấp như thế này được hết nha. Nhưng mà như vậy thì làm sẽ hơi khó. Bây giờ thì Moon sẽ hướng dẫn làm gối vuông nữa ha. Các bạn gấp lại như thế này cho Moon. Sau đó các bạn bật máy may lên. Bạn nào không có máy may có thể sử dụng chì để có thể may nha. Moon ở đây có máy may nên Moon sẽ sử dụng máy may cho nó tiện lợi đấy mà. Bây giờ là Moon đang bị đứt chì ở cái máy may này rồi. Nên vì thế Moon sẽ khâu chì từ trái sang phải. Trời ơi khó quá đi. Bây giờ thì Moon sẽ cắt ra ha. Cắt chỉ đó các bạn ạ. Xong rồi, sau đó thì các bạn sẽ bật máy may lên. Mở vào nút on là nút màu xanh ha. Nút off là nút tắt đấy các bạn. Ôi trời ơi, lại đứt chỉ nữa rồi. Khổ sở tơn tơ. Không hiểu sao là cái này nó sử dụng là hay bị đứt chỉ lắm luôn ý các bạn ạ. Rồi sao quả này lại không đứt chỉ. Moon sẽ khâu lại chỉ nên các bạn chờ Moon trong giây lát ha. Và Moon đã may chỉ xong. Khâu chỉ xong và bây giờ thì Moon sẽ khâu vải rồi ha. Kéo lại cái này ra cho nó đỡ bị đứt chỉ nhiều ha. Lại không có cái này là nó hay bị đứt chỉ lắm á. Mua sẽ kéo thêm cái mảng dài này nữa ha. Nó lại bị tiếp tục đứt chỉ này các bạn. Là các bạn lộn ngược cái mảnh vải này lại. Rồi xong Moon cắt lỡ tay chỉ thành ra nó rách một mảng rồi. Đây Moon được một cái gối khá là bé thôi. Và cái gối này Moon bán với giá là 3k ha. Cái chỗ đứt, cái chỗ rách ra đây là bây giờ thì Moon sẽ khâu lại ha. Mua khâu lại ngay đây. Mua lại lột lại. Mua mới không may lại được. Bây giờ thì Mua sẽ lộn ngược cái này ra. Và sau đó Moon cho bông vào.
Đây, đây là chiếc gối Moon đã hoàn thành rồi này. Các bạn thấy rất là yêu đúng không? Moon còn thấy thế nữa cơ mà. Nhưng mà cho tất cả các bộ gối Moon vào may như thế này. Đây là một set này ha. Một set gồm một cái gối nơ này, một cái gối ôm nơ này. Các bạn có thể dạy cho Google nằm được ha. Bây giờ thì Moon sẽ may hai cái này lại. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên các bạn, nhớ đừng quên bấm like, share và subscribe cho channel của Moon nhé. Thì Moon cảm ơn các bạn rất là nhiều trong những tháng vừa qua đã ủng hộ Moon khi ra tất cả các kênh, khi tất cả ra tất cả video. Và Moon cũng thông báo luôn là bạn là Moon búp bê thì các bạn gọi số Moon hoặc là nhắn tin cho Moon nhé, chứ không phải là các bạn comment ở dưới. Comment ở phía dưới thì Moon sẽ rất là khó để mà hay đọc những cái comment của các bạn ha. Và xin chào và hẹn gặp lại và mua ủng hộ Moon nhá. À, một set này Moon bán với giá là 25k ha. Bye bye, kèm cả một cái chăn nữa nha, kèm luôn cả cái gối này luôn. Bye bye.